Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy Trần Già Cổ Sư La rằng, nếu ông có thể dùng cách ấy mà hàng phục ma thì cũng có thể đến gần Đại Niết Bàn. Như Lai cần chi phải nói rằng bốn hạng người ấy là chỗ quay về nương theo. Bốn hạng người như vậy có giảng thuyết điều chi, chưa chắc đã là đáng tin. Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, ngay như những điều ta thuyết dạy cũng là như vậy, chẳng ra ngoài lẽ ấy. Thiện nam tử, ta vì hàng thanh văn mắt thịt mà nói việc hàng phục chúng ma, không phải vì những người tu học đại thừa mà nói. Hàng thanh văn dẫu có thiền nhãn cũng gọi là mắt thịt. Người tu học đại thừa tuy mang mắt thịt nhưng gọi là Phật nhãn. Vì sao vậy? Kinh đại thừa này gọi là Phật thừa, cao quý hơn hết, vượt trội hơn hết. Thiện nam tử, ví như có người mạnh mẽ, oai dũng, những kẻ yếu đuối nhút nhát thường đến nương tựa người ấy. Người mạnh mẽ ấy thường dạy những kẻ yếu đuối nhút nhát rằng, các ông nên cầm cung tên như thế này, luyện tập múa giáo, móc câu, quăng dây chó như thế này. Rồi lại dạy rằng, trong việc chiến đấu, tuy như đi trên mũi nhọn cũng không được sợ sệt. Hãy nhìn người khác với ý tưởng coi khinh là yếu ớt, tự mình nên có tư tưởng là người mạnh mẽ. Như gặp người vốn không can đảm dũng mãnh, nhưng giả làm bộ dạng mạnh mẽ, cầm cung sách đao, cùng mọi thứ khí giới, bước ra giữa trận lớn tiếng quát thét. Đối với người ấy, đừng sanh lòng sợ sệt, hạng người như vậy. Nếu thấy ông chẳng khiếp sợ, nên biết rằng chẳng bao lâu họ sẽ tự tan rã bại hoại, cũng như con chó hoang kia vậy. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, thường dạy các vị thanh văn rằng các ông chớ nên sợ ma Ba Tuần. Nếu ma Ba Tuần hóa làm thân Phật và đi đến chỗ các ông nên tinh cần giữ vững, giữ tâm vững chãi, hàng phục ma ấy, khi ấy ma sẽ phải lo sầu chẳng vui, theo đường cũ mà rút lui. Thiện nam tử, như người dũng mãnh kia, không chịu bắt chước theo kẻ khác, người tu học đại thừa cũng thế. Khi nghe được đủ các kinh điển sâu xa bí mật, trong lòng lấy làm vui sướng, chẳng hề kinh sợ. Vì sao vậy? Vì người tu học đại thừa như vậy vốn đã từng cúng dường, cung kính, lễ bái vô số Đức Phật trong quá khứ. Dẫu có vô số ma muốn đến quấy rối phá hoại, thì đối với việc ấy, người cũng chẳng hề kinh sợ. Thiện nam tử, ví như có người được món thuốc A Kiệt Đà, chẳng còn sợ bất cứ loại rắn độc nào, loại thuốc này có thể giải trừ tất cả các loại chất độc. Kinh Đại Thừa này cũng như vậy, có công năng như loại thuốc kia, không sợ tất cả các thứ độc hại của chúng ma, lại còn có thể hàng phục khiến cho không còn dấy lên được nữa. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có một con rồng tánh hay ganh ghét xấu xa, khi muốn hại người thì lấy mắt mà nhìn hoặc dùng miệng mà phun, cho nên tất cả những giống sư tử, cọp, beo, sói, chó đều sợ sệt. Các loài thú dữ ấy, hoặc nghe tiếng nó, hoặc nhìn thấy nó, hoặc đụng chạm với nó đều phải mất mạng. Nhưng có một người giỏi về chú thuật, có thể dùng sức của thần chú mà làm cho các loài rồng độc, chim kim sí cùng với voi dữ, sư tử, cọp, beo, sói thảy đều trở nên hiền hòa, dùng để cưỡi hoặc kéo xe. Những loài thú ấy thấy người giỏi về chú thuật kia liền chịu khuất phục. Hàng thanh văn duyên giác cũng thế, nhìn thấy ma Ba Tuần thì thảy đều khiếp sợ, còn ma Ba Tuần lại chẳng hề sợ sệt, cứ làm việc của ma. Người tu học đại thừa lại cũng như người giỏi chú thuật kia, thấy hàng thanh văn khiếp sợ những việc của ma, đối với đại thừa chẳng đem lòng tin tưởng ưa thích, nên trước dùng phương tiện hàng phục chúng ma khiến cho trở nên hiền hòa, có thể điều khiển được. Rồi nhân đó mới giảng rộng đủ các môn diệu pháp. Hàng thành văn duyên giác thấy người điều phục chúng ma rồi không còn sợ sệt, đối với chánh pháp vô thượng đại thừa mới sanh lòng tin tưởng ưa thích mà nói rằng, chúng ta từ nay đối với chánh pháp này không nên ngăn trở nữa. Lại nữa, thiện nam tử, hàng thành văn duyên giác đối với phiền não sanh lòng sợ sệt, những người tu học đại thừa thành đều không khiếp sợ. Người tu học đại thừa có sức mạnh như vậy vì nhân duyên này, nên những điều ta thuyết dạy trước đây là vì muốn cho hàng thanh văn duyên giác điều phục các ma, chẳng phải vì hàng đại thừa mà nói. Kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này không thể tiêu mất, không thể thua kém, rất kỳ diệu và đặc biệt. Nếu có người nghe được kinh điển này rồi sanh lòng tin tưởng thọ trì, có thể tin rằng Như Lai là pháp thường trụ, đó là người rất ít có, ví như hoa ưu đàm. Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu như có người được nghe kinh điển đại thừa vi diệu như thế này rồi đem lòng tin tưởng kính trọng, nên biết rằng những người ấy trong đời vị lai cho đến trăm nghìn ước kiếp không còn rơi vào các nẻo dữ. Bấy giờ Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng,
Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, sẽ có trăm ngàn vô lượng chúng sanh phỉ báng và không tin vào kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn, bao lâu thì những chúng sanh ấy sẽ phỉ báng kinh này? Lại có những chúng sanh thuận thiện nào có thể cứu vớt những kẻ phỉ báng giáo pháp? Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, ta nhập Niết Bàn rồi, trong 40 năm, kinh Đại Thừa này sẽ được truyền bá rộng rãi trong cõi Diêm Phủ Đề, nhưng sau đó lại đành mai một. Thiện nam tử, ví như các loại mía, đường, nếp hương, đường phèn, sữa, bơ sữa, đề hồ, tùy theo mỗi xứ mà người dân đều chọn một món trong đó cho là ngon nhất. Lại có những người chỉ ăn toàn cháo kê, những người ấy cũng nói rằng món mà chúng tôi ăn là ngon nhất, ấy là những người ít phước nên phải chịu nghiệp báo. Nếu là người có phước thì tài chẳng hề nghe đến cháo kê, chỉ ăn toàn các loại gạo ngon, mía ngọt, đường phèn, đề hồ. Kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này cũng thế. Những kẻ căn cơ đần độn, ít phước chẳng hề thích nghe, cũng như những kẻ ít phước kia không ưa các loại gạo ngon, đường phèn. Hàng nhị thừa cũng thế, không ưa kinh Đại Niết Bàn cao chỗ nhất này. Như có những chúng sanh sẵn lòng ưa thích nghe và thọ trì kinh này, nghe rồi vui vẻ không sanh lòng phỉ báng, cũng như những người có phước kia được an toàn các loại gạo ngon. Thiện nam tử, ví như có một vị vua giữa vùng núi non hiểm trở, tuy vua ấy có các món mía đường gạo ngon đường phèn nhưng cho là khó hiếm, khó kiếm nên tham tiếc mà tích trữ, chẳng dám ăn vì sợ hết đi, chỉ ăn toàn món cháo kê mà thôi. Có một vị vua nước khác nghe được chuyện ấy lấy làm thương xót và buồn cười, liền cho xe chở gạo ngon mía đường đến biếu tặng. Vua kia nhận được rồi liền phân phát rộng ra khắp nước để cùng ăn. Dân chúng ăn xong lấy làm vui sướng, nói rằng nhờ có vị vua kia nên chúng ta mới được ăn những món ít có này. Thiện nam tử, bốn hạng người kia lại cũng như vậy. Họ là những tướng soái của đại pháp vô thượng này. Trong bốn hạng người ấy, như có một nghìn người nhìn thấy ở phương khác có vô số Bồ Tát dẫu tu học kinh điển Đại Thừa này, tự mình sao chép hay khiến người khác sao chép, vì lợi dưỡng hay vì danh dự, hoặc vì muốn hiểu rõ pháp, hoặc vì muốn làm cho kẻ khác nương theo, hoặc vì muốn trao đổi rộng rãi với các kinh khác, nhưng lại chẳng đủ sức vì người khác mà giảng thuyết. Nhìn thấy như vậy rồi, vị ấy liền mang kinh điển vi diệu này đến phương ấy mà tặng cho các Bồ Tát kia, khiến cho các vị ấy phát tâm Bồ Đề vô thượng, trụ yên nơi Bồ Đề. Các Bồ Tát ấy được kinh này rồi, đền vị người khác mà giảng rộng, khiến vô lượng chúng sanh được hưởng thọ vị pháp của Đại Thừa như thế này. Đó đều là nhờ sức của một vị Bồ Tát mà những ai chưa nghe kinh này thầy đều được nghe, cũng như nhờ sức của vị vua kia mà ai nấy đều được món ăn ngon ít có. Lại nữa, thiện nam tử, kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này lưu hành ở xứ nào? Nên biết rằng vùng đất đó hẳn là kim cang, người ở đó cũng như kim cang. Nếu ai có thể nghe được kinh này liền không còn thối chuyển đối với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có cầu nguyện việc chi ắt đều được thành tựu. Như hôm nay ta tuyên thuyết ra đây, tỷ kheo các ông nên khéo thọ trì. Nếu những chúng sinh nào chẳng thể nghe được kinh điển như thế này, nên biết là những người ấy rất đáng thương xót. Vì sao vậy? Vì những người ấy chẳng đủ sức thọ trì kinh điển Đại Thừa nghĩa lý rất sâu xa này. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai nhập Niết Bàn rồi, trong 40 năm, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ được lưu hành rộng rãi trong cõi Diêm Phủ Đề, sau đó thì đành mai một. Nhưng rồi, bao lâu sau nữa sẽ được xuất hiện trở lại? Phật dạy: Thiện nam tử, cho đến khi chánh pháp của ta còn ở cõi thế được 80 năm, thì trong 40 năm đầu kinh này sẽ đổ cơn mưa pháp lớn ở cõi Diêm Phủ Đề. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, vào lúc chánh pháp đã diệt, chánh giới bị tiêu hủy, phi pháp tăng trưởng, không có chúng sinh nào làm theo đúng pháp, liệu còn ai có thể nghe nhận phụng trì đọc tụng kinh này cho thông thuộc, cùng là cúng dường cung kính sao chép giảng thuyết kinh này? Xin Như Lai thường xót chúng sanh phân biệt thuyết rộng, khiến chư Bồ Tát nghe rồi thọ trì rồi liền không còn thối chuyển đối với tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay thiện nam tử, nay ông khéo có thể hỏi ta về nghĩa như vậy. Thiện nam tử, như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát sông Hy Liên mà phát tâm Bồ Đề thì mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà thọ trì kinh điển như thế này, chẳng sanh lòng phỉ báng. Thiện nam tử, như người có thể ở nơi chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát một con sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này,
lại yêu thích kinh điển này nhưng không thể vì người khác mà phân biệt giảng rộng. Thiện nam tử như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát hay sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại hiểu đúng và tin tưởng, ưa thích thọ trì đọc tụng nhưng cũng không thể vì người khác mà phân biệt giảng rộng. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát ba sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh. Tuy có thể vì người khác giảng thuyết nhưng chưa giảng được nghĩa sâu. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát bốn sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh. Vì người khác mà giảng rộng được một phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này, tuy là giảng thuyết nhưng cũng chưa được đầy đủ. Như có chúng sinh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát năm sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh. Vì người khác mà giảng rộng được 8 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này, như có chúng sinh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát sáu sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh. Vì người khác mà giảng rộng được 12 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này, như có chúng sinh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát bảy sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh. Vì người khác mà giảng rộng được 14 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này, như có chúng sinh nào ở nơi chư Phật, nhiều như số cát tám sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà không phỉ báng pháp này, lại thọ trì đọc tụng sao chép kinh, khuyến khích và làm cho người khác sao chép, tự mình có thể nghe và thọ nhận, lại khuyến khích và làm cho người khác nghe và thọ nhận, đọc tụng thông thuộc, kiên trì ủng hộ, vì lòng thương xót chúng sanh trong thế gian mà cúng dường kinh này, lại khuyến khích và làm cho người khác cúng dường. Đối với các việc như cung kính, tôn trọng, đọc tụng, lễ bái kinh này, lại cũng thực hiện đầy đủ như vậy. Người ấy có thể giảng chọn ý nghĩa kinh này như là Như Lai là thường trụ không biến đổi, rốt ráo yên vui, giảng rộng nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, hiểu rõ được chỗ pháp tạng của Như Lai. Người ấy đã cúng dường chư Phật như vậy rồi, kiến lập chánh pháp vô thượng như thế này và thọ trì ủng hộ. Như có người vừa mới phát tâm An Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết rằng trong đời vị lai người ấy sẽ có khả năng kiến lập được chánh pháp như thế này và thọ trì ủng hộ. Cho nên hiện nay các ông có thể biết được những người hộ pháp trong đời vị lai. Vì sao vậy? Vì người vừa mới phát tâm ấy trong đời vị lai ắt sẽ đủ sức hộ trì chánh pháp vô thượng. Thiện nam tử, có những tỷ kheo xấu nghe ta vào niết bàn chẳng sanh lo buồn, lại nói rằng hôm nay Như Lai nhập niết bàn thật vui thích biết bao. Như Lai ở đời này luôn ngăn trở sự lợi dưỡng của chúng ta, nay Như Lai đã nhập niết bàn, còn ai ngăn trở làm mất sự lợi dưỡng của chúng ta nữa? Nếu chẳng có ai ngăn trở thì chúng ta lại sẽ được sự lợi dưỡng như cũ. Như Lai ở đời này đưa ra những giới cấm rất nghiêm khắc, nay Như Lai nhập niết bàn, chúng ta sẽ buông bỏ hết áo cà sa vốn là pháp thức chúng ta đã thọ lãnh. Từ nay chúng ta sẽ bỏ đi như tháo bỏ lá phướn trên ngọn cây. Những kẻ như vậy sẽ phỉ báng chống lại kinh đại thừa này. Thiện nam tử, nay ông nên ghi nhớ lấy điều này. Chỉ có chúng sanh nào thành tựu đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin được kinh điển đại thừa này, tin rồi thọ trì. Ngoài ra trong các chúng sinh khác còn có những người ưa thích pháp, nếu có thể rộng vì những người ấy mà giảng thuyết kinh này, họ được nghe rồi thì những ác nghiệp đã tạo ra trong vô lượng vô số kiếp đã qua thảy đều tiêu diệt. Những ai không tin kinh điển này ở đời hiện tại sẽ chịu vô số bệnh khổ, não hại. Nhiều người trong số ấy thường bị người mắng nhiếc làm nhục, sau khi qua đời sẽ bị người ta khinh chê, lại sanh làm người mặt mũi hình tướng xấu xí. Việc mưu sinh vất vả khó khăn thường không được đầy đủ, tuy có kiếm được đôi chút cũng chỉ là những món thô xấu tồi tệ. Rồi đời này qua đời khác họ luôn sanh ra trong những cảnh bần cùng hạ tiện, sanh vào những nhà tà kiến phỉ báng chánh pháp, cho đến lúc lâm chung hoặc gặp buổi loạn lạc đao binh, vua chúa bạo ngược, hoặc là bị việc xâm hại bức bách bởi những kẻ oán thù hiểm khích. Dẫu họ có bạn lành nhưng phải xa cách không được gặp gỡ, những thứ cần dùng trong cuộc sống mong cầu đều chẳng được. Dẫu có được đôi chút lợi lạc nhưng thường phải đói khát,
chỉ những kẻ tầm thường hạ tiện mới giao du với họ, hàng quốc vương, đại thần đều khinh rẻ, không biết đến tên tuổi họ. Nhưng họ có nói ra điều gì rất hợp lý cũng chẳng ai tin nhận. Người như vậy không thể sanh về những nơi tốt đẹp, cũng như con chim bị chặt cánh không thể bay đi. Người này cũng thế, trong đời vị lai không thể được sanh về những nơi tốt đẹp trong cõi trời người. Nếu ai có thể tin vào kinh điển đại thừa này, tuy đáng phải thọ hình tướng thô xấu, nhưng nhờ công đức của kinh nên sẽ được hình dung đoan chánh, oai nghiêm, sức mạnh ngày càng tăng. Người và chư thiên đều muốn được gặp gỡ, cung kính, yêu mến, chẳng muốn rời xa người ấy. Các bậc quốc vương đại thần cùng với thân thuộc của họ, nếu nghe người ấy nói ra điều gì đều kính trọng, tin theo. Trong hàng đệ tử thanh văn của ta, như ai muốn làm nên việc ít có hơn hết, thì nên vì thế gian mà giảng rộng kinh điển đại thừa như thế này. Thiện nam tử, ví như sương mù, dù tồn tại cũng không qua khỏi lúc mặt trời mọc. Khi mặt trời hiện lên, hiện ra thì liền tan biến chẳng còn gì. Thiện nam tử, nghiệp ác của chúng sanh cũng lại như vậy. Tồn tại ở đời cũng không qua khỏi lúc chúng sanh được thấy mặt trời đại niết bàn. Khi mặt trời đại niết bàn xuất hiện, liền có thể tiêu trừ hết thảy các nghiệp ác. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người cạo tóc xuất gia, tuy mặc áo cà sa nhưng chưa được thọ mười giới xa gì. Nếu có người trưởng già đến thỉnh chúng tăng thì người chưa thọ giới ấy cũng được đi cùng đại chúng, tuy chưa thọ giới cũng đã được dự vào hàng tăng chúng. Thiện nam tử, nếu có những chúng sanh phát tâm bắt đầu tu học kinh điển đại thừa đại niết bàn, sao chép và thọ trì đọc tụng kinh thì cũng giống như vậy, tuy chưa được đầy đủ các địa vị trong thập địa nhưng cũng đã dự vào trong hàng Bồ Tát thập trụ. Như có những chúng sanh là đệ tử Phật hoặc chẳng phải đệ tử Phật, hoặc vì tham lam, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì lợi dưỡng mà nghe và thọ trì kinh này, nghe rồi không chê bai, thậm chí chỉ là một bài kệ trong kinh, nên biết rằng những người ấy đã được đến gần quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy ta dạy rằng có bốn hạng người là chỗ nương theo của thế gian. Thiện nam tử, không có lý nào bốn hạng người ấy đối với những điều Phật đã thuyết dạy lại nói rằng không phải Phật thuyết. Vì vậy mà ta nói rằng bốn hạng người ấy là chỗ nương theo của thế gian. Thiện nam tử, các ông nên cúng dường bốn hạng người ấy. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, làm sao chúng con nhận biết được bốn hạng người ấy để cúng dường? Phật dạy Ca Diếp: Nếu như có người kiến lập hộ trì chánh pháp thì những hạng người này sẽ đi theo thưa thỉnh, nên bỏ cả thân mạng mà cúng dường, như ta thuyết dạy trong kinh đại thừa này. Nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái, như người Bà La Môn thờ phụng vị thần lửa. Nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái, cũng như hàng chư thiên hầu hạ vị Đế Thích. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, cúng dường bậc sư trưởng nên làm như vậy. Này còn có chỗ nghi, xin Phật giảng rộng. Như có bậc trưởng lão nghiêm chỉ giới luật, theo người trẻ tuổi để học hỏi và thọ nhận những điều chưa biết, làm sao vị trưởng lão ấy lại nên lễ kính người trẻ tuổi? Nếu như vị ấy lễ kính người trẻ tuổi thì không thể gọi là bậc chỉ giới. Lại như người trẻ tuổi nghiêm chỉ giới luật, theo người cao niên không giữ giới để học hỏi và thọ nhận những điều chưa biết, vậy có nên lễ kính kẻ phá giới kia chăng? Như có người xuất gia theo người tại gia để học hỏi và thọ nhận những điều chưa được nghe, có nên lễ kính người tại gia ấy hay không? Theo lý thì người xuất gia không nên lễ kính người tại gia, trong Phật pháp thì người nhỏ tuổi phải cung kính bậc cao niên, vì bậc cao niên đã thọ giới cụ túc trước và thành tựu các oai nghi, cho nên phải cung kính cúng dường. Nhưng Phật có dạy, Phật pháp không chấp nhận những kẻ phá giới, họ như cỏ dại trong đám ruộng tốt. Lại như Phật vừa dạy, nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cho đến như hàng chư thiên hầu hạ vị Đế Thích. Hai bài kệ ấy là nghĩa thế nào? Lẽ nào Phật lại nói ra điều sai trái hay sao? Như Phật có nói, tỳ kheo chỉ giới cũng có chỗ sai phạm. Vì sao Như Lai nói ra lời ấy? Lại trong các kinh khác, Thế Tôn có nói, ta cho phép trừng trị những kẻ phá giới. Những lời dạy như thế ắt là không rõ nghĩa. Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, ta vì các vị Bồ Tát tu học đại thừa trong đời vị lai mà dạy hai bài kệ trên, chẳng phải vì hàng đệ tử thanh văn. Thiện nam tử, như ta đã nói, vào lúc chánh pháp đã diệt, chánh giới bị tiêu hủy, những kẻ phá giới tăng trưởng, những sự phi pháp phát triển rất mạnh, hết thảy các bậc thánh đều ẩn giật không xuất hiện, những tôi trai tớ gái và những vật bất tịnh đều được thọ nhận và chứa chữ,
Và lúc ấy ắt sẽ có một trong bốn hạng người trên xuất hiện ở thế gian, cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu đạo. Vị ấy nhìn thấy các tỳ kheo thọ nhận và chứa chữ tôi trai tớ gái và những vật bất tịnh, lại không biết thế nào là thanh tịnh hay không thanh tịnh, cũng không biết thế nào là đúng luật hay không đúng luật. Vị ấy vì muốn điều phục các tỳ kheo như vậy nên cùng họ giao tiếp gần gũi, nhưng không nhiễm lấy những thói xấu của họ. Từ chỗ sở hành của bản thân cho đến chỗ sở hành của chư Phật, vị ấy đều khéo phân biệt rõ. Tuy thấy những người phạm các giới bà là gì, nhưng vị ấy lặng thinh chẳng nêu tội ấy ra. Vì sao vậy? Vị ấy nghĩ rằng ta ra đời là để kiến lập và hộ trì chánh pháp, cho nên vị ấy lặng thinh chẳng nêu tội ấy ra. Thiện nam tử, người như vậy là vì sự hộ pháp, nên dù có chỗ phạm giới cũng chẳng gọi là phá giới. Thiện nam tử, ví như có vị quốc vương mang bệnh bằng hà, vì trừ quân còn non nớt, chưa đủ sức nối ngôi cai trị. Bấy giờ có một người trên Đà La giàu có vô cùng, lại có nhiều quyến thuộc, bèn dùng sức mạnh của mình nhân lúc đất nước suy yếu mà cướp ngôi vua. Người này làm vua chẳng bao lâu thì những người trong nước, cư sĩ, bà la môn thảy đều chẳng phục, bỏ trốn sang nước khác. Tuy có những người ở lại, họ cũng chẳng muốn nhìn thấy vua ấy. Nếu có những người trưởng già, bà la môn không rời xứ ấy, chỉ như cây cối xanh trường ở nơi nào rồi cũng chết tại nơi ấy. Vị vua trên Đà La biết rằng người trong nước trốn đi rất nhiều, bèn sai những người trên Đà La đi tuần trên các nẻo đường trọn 7 ngày, đánh trống truyền lệnh của vua rằng: trong hàng bà la môn nếu có ai chịu làm vị thầy bán lễ quán đảnh cho ta, ta sẽ đem phân nửa đất nước mà phong thưởng. Nghe được lời ấy, trong hàng bà la môn chẳng có ai tìm đến, thầy đều nói rằng không khi nào có một người dòng bà la môn lại chịu làm việc ấy. Vua trên Đà La lại nói rằng: nếu trong hàng bà la môn chẳng có ai chịu làm thầy ta, ta sẽ buộc những người bà la môn và trên Đà La ăn ở chung cùng với nhau, cùng làm việc với nhau. Còn nếu có ai đến làm phép quán đảnh cho ta, ta sẽ đem phần nửa đất nước mà phong thưởng. Lời nói ấy chẳng phải là giả dối. Thước trường sanh thượng diệu cam lộ của cõi trời tam thập tam do chú thuật mà có được, ta cũng sẽ chia đều cho người ấy cùng hưởng với ta. Lúc ấy có một thầy bà la môn tuổi vừa được 20, vâng giữ hạnh thanh tịnh, để tóc dài, thông thạo chú thuật, tìm đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, tôi chịu làm theo lệnh của ngài. Lúc ấy vị đại vương lấy làm vui sướng, liền nhận người thanh niên bà la môn ấy làm thầy ban phép quán đảnh. Nghe được việc ấy, các vị bà la môn đều nổi giận, chê trách người trẻ tuổi ấy rằng: ông là dòng bà la môn, sao lại làm thầy truyền pháp cho người dòng trên Đà La? Bấy giờ vua liền chia phần nửa nước cho thầy bà la môn trẻ tuổi ấy, cả hai cùng trị nước qua một thời gian dài. Rồi thầy bà la môn trẻ tuổi ấy mới bảo vua rằng: tôi đã bỏ cả phép nhà đến đây làm thầy của vua, đã đem chú thuật vi mật truyền dạy cho vua, nhưng nay vua chưa xem tôi là người thân. Vua hỏi: như hiện nay chẳng phải tôi đã thân với thầy rồi sao? Thầy bà la môn nói: đến nay chúng ta vẫn chưa cùng hưởng vị thuốc trường sanh của vua trước để lại. Vua nói: lành thay, đại sư, thật tôi chẳng biết điều ấy, nếu thầy cần xin cứ lấy đi. Thầy bà la môn trẻ tuổi nghe vua nói lời ấy rồi liền lấy thuốc mang về nhà, mời các đại thần cùng đến dùng với mình. Các quan dùng xong, đồng tông với vua rằng: vui thay, đại sư có thuốc cam lộ bất tử. Vua biết điều đó liền trách thầy: tại sao đại sư chỉ cùng các quan dùng thuốc cam lộ ấy mà không thấy chia cho trẫm? Lúc ấy thầy bà la môn trẻ tuổi liền lấy loại thuốc trộn lẫn rất nhiều chất độc đưa cho vua uống. Vua uống xong chỉ trong giây lát thì hơi thở rối loạn, mê man té nhào xuống đất, chẳng còn biết gì cả, dường như người đã chết. Thầy bà la môn trẻ tuổi khi ấy liền tôn vị trừ quân của vua trước lên ngồi, bảo vị ấy rằng: nơi tòa sư tử không nên để cho trên Đà La lên ngồi. Xưa nay ta chưa từng nghe thấy người trên Đà La làm vua bao giờ. Nếu người trên Đà La trị nước chăn dân, đó là việc vô lý. Nay ngài nên kế vị tiên vương lấy chánh pháp mà trị nước. Bấy giờ thầy bà la môn trẻ tuổi sắp đặt mọi việc xong rồi, liền lấy thuốc giải độc cho người trên Đà La, khiến cho được tỉnh lại, rồi đuổi ra khỏi nước. Lúc ấy thầy bà la môn trẻ tuổi tuy làm mọi việc như vậy, nhưng chẳng để mất khuôn phép dòng bà la môn. Những vị cư sĩ bà la môn khác khi nghe biết được việc người ấy làm đều khen là việc chưa từng có, ca ngợi rằng: lành thay, nhân gia có tài khéo léo đuổi được vua trên Đà La. Thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp cũng làm như thế.
dùng sức phương tiện ở chung với những kẻ phá giới, giả làm vị tăng thâu nhận và chứa trữ tất cả những vật bất tịnh, cùng làm công việc giống như họ. Lúc bấy giờ nếu Bồ Tát thấy có người phạm nhiều cấm giới nhưng lại có thể trừng trị những tỷ kheo xấu ác phá hủy giới cấm, liền đến cho người ấy cung kính lễ bái, cúng dường đủ bốn việc, dâng lên cho họ đủ thứ kinh sách và mọi vật. Như tự mình chẳng có của cải, liền dùng phương tiện đến tìm cầu ở người đàn Việt để có mà dâng cho họ. Vì làm việc như vậy cho nên phải chứa trữ tám thứ vật bất tịnh. Vì sao vậy? Vì người ấy muốn sửa trị những tỷ kheo xấu ác, cũng như thầy Bà La Môn trẻ tuổi kia đuổi người trên Đà La vậy. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát tuy cung kính lễ bái người ấy, chứa trữ tám thứ đồ vật bất tịnh nhưng không có tội. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát ấy muốn xua đuổi trừng trị những kẻ tỷ kheo xấu, làm cho những vị tăng thanh tịnh được sống yên ổn, rộng truyền kinh điển phương đẳng đại thừa, làm lợi ích cho tất cả chư thiên và loài người. Thiện nam tử bởi nhân duyên ấy nên trong kinh ta thuyết hai bài kệ trên, khiến chư Bồ Tát đều khen ngợi người hộ pháp, cũng như các hàng cư sĩ Bà La Môn kia khen ngợi thầy Bà La Môn trẻ tuổi kia, nói rằng lành thay, Bồ Tát hộ pháp phải là như vậy. Nếu ai thấy người hộ pháp cùng làm công việc với kẻ phá giới mà cho là có tội, nên biết rằng kẻ ấy tự chịu lấy tài ương, người hộ pháp ấy thật không có tội. Thiện nam tử như có thầy tỷ kheo đã phạm giới cấm, nhưng vì lòng kiêu mạn bèn che giấu tội lỗi, chẳng chịu sám hối, nên biết rằng người như vậy mới thật là kẻ phá giới. Còn vị đại Bồ Tát vì việc hộ pháp, dù có chỗ phạm giới cũng chẳng gọi là phá giới. Tại sao vậy? Vì không có lòng kiêu mạn, biết bày tỏ và sám hối. Thiện nam tử, cho nên trong kinh ta che lấp chỗ hình tướng mà nói kệ rằng, nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái như người Bà La Môn thờ phụng vị thần lửa, lại như đệ nhị thiên hầu hạ vị đế thích. Vì nhân duyên ấy, ta không phải vì người tu học trong hàng thanh văn, mà chỉ vì hàng Bồ Tát nói ra kệ ấy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng, Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát như vậy đối với giới luật có phần chảnh mảng, vậy giới luật mà họ đã thọ từ trước có còn được nguyên vẹn hay chăng? Phật dạy, thiện nam tử, nay ông chẳng nên nói ra lời ấy. Vì sao vậy? Giới luật mà các vị Bồ Tát ấy đã thọ vẫn còn nguyên vẹn chẳng mất. Ví như có phạm điều chi, vị ấy liền tức thời sám hối, sám hối rồi liền trở nên thanh tịnh. Thiện nam tử, ví như cái bờ đê cũ có lỗ thủng bên này xuyên qua bên kia, tất nhiên nước phải dì chảy. Vì sao vậy? Vì không có ai sửa chữa. Nếu có người sửa chữa, ắt nước không còn chảy ra. Bồ Tát cũng thế, tuy cùng với những người phá giới mà Bồ Tát thọ giới tự tứ, làm các việc tăng với họ, nhưng về giới luật của mình thì không để cho những bờ đê bị thủng lỗ. Vì sao vậy? Nếu không có những người giữ giới thanh tịnh thì chúng tăng phải tổn giảm, những kẻ kiêu mạn chảnh mảng biếng nhác ngày càng nhiều hơn. Nếu có những người giữ giới thanh tịnh thì có thể làm cho đầy đủ, không mất đi giới luật căn bản. Thiện nam tử, đối với việc tu tập giáo pháp mà chỉ trệ mới gọi là chảnh mảng. Đối với giới luật nếu có chỗ chậm trễ không gọi là chảnh mảng. Vì đại Bồ Tát đối với giáo pháp đại thừa này không có tâm biếng nhác ngạo mạn, đó gọi là giới căn bản. Vì bảo vệ chánh pháp nên vị ấy dùng nước đại thừa để tự tắm rửa. Vì vậy nên Bồ Tát tuy thị hiện phá giới cũng không gọi là chảnh mảng. Bồ Tát Ca Diếp bày Phật, trong chúng tăng có bốn hạng người mà Phật đã dạy, nhưng ví như trái am la rất khó phân biệt trái sống với trái chín, làm sao nhận biết được là người trì giới hay phá giới. Phật dạy, thiện nam tử, nhờ kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này có thể dễ dàng biết được. Vì sao mà nhờ kinh Đại Niết Bàn này có thể biết được? Ví như người làm ruộng, gieo trồng lúa nếp, nhổ bỏ cỏ dại, lấy mắt thường mà xem thì ai cũng gọi là đám ruộng sạch cỏ, nhưng đến khi có hạt thì cỏ và lúa ắt phải khác nhau. Cũng vậy, tám việc bất tịnh có thể ô nhiễm chúng tăng, nhưng vị nào có thể trừ bỏ được tám việc ấy thì dùng mắt thường mà xem cũng biết được đó là vị tăng thành tịnh. Như có những người trì giới và phá giới, trong khi không làm việc ác thì khó dùng mắt thường mà phân biệt. Nếu như việc ác đã biểu hiện ra nên có thể biết được một cách dễ dàng, cũng như cỏ dại kia, đến lúc có hạt thì dễ phân biệt. Trong chúng tăng cũng thế, nếu như ai có thể lìa xa tám việc bất tịnh, các pháp độc hại, thì những người ấy gọi là thánh chúng phước điển, xứng đáng cho loài người và chư thiên cúng dường, chỗ quả báo thanh tịnh không thể lấy mắt thường mà phân biệt được. Lại nữa, thiện nam tử,
ví như trong rừng Kalaka, thứ cây ấy chiếm đa phần, chỉ sen có một cây trấn đầu ca. Hai loại trái cây ấy tương tự như nhau, không thể phân biệt. Vào mùa trái chín, có một cô gái đến hái. Cô hái được chỉ một phần là trái trấn đầu ca, mà đến 10 phần là trái Kalaka. Cô chẳng biết việc ấy, liền mang hết ra chợ bán. Có những đứa nhỏ ngu dại chẳng biết phân biệt, mua lấy những trái Kalaka, ăn xong thì chết. Những người có trí nghe được chuyện ấy bèn hỏi cô gái ấy rằng: chị hái những trái cây ấy ở đâu mang lại đây? Lúc ấy cô gái liền nói ra chỗ hái trái cây. Những người ấy liền nói rằng chỗ ấy có rất nhiều cây Kalaka, nhưng chỉ có một cây trấn đầu ca mà thôi. Biết như vậy rồi liền cười chê mà bỏ đi. Thiện nam tử, tám pháp bất tịnh ở trong đại chúng lại cũng như vậy. Trong chúng này có rất nhiều người thọ dụng tám phép ấy, chỉ có một người thanh tịnh chỉ giới chẳng thọ nhận tám phép bất tịnh. Mặc dầu biết rằng những người khác thâu nhận và chứa chữ vật phí pháp, nhưng người ấy cũng làm việc với họ, chẳng rời bỏ họ như cây trấn đầu ca duy nhất đứng giữa rừng kia. Có người yêu bà tắc, thấy trong chúng tăng có nhiều người không theo đúng pháp, cho nên đối với tất cả đều chẳng cung kính cúng dường. Người ấy nếu muốn cúng dường, trước hết nên hỏi rằng đại đức tám việc như vậy có nên thâu nhận và chứa chữ hay chăng? Phật có cho phép chăng? Nếu nói rằng Phật cho phép, thì những người như vậy có được chung cùng với người thanh tịnh mà thi hành các pháp Bồ Tát Yết Ma và tự tứ chăng? Người yêu bà tắc ấy hỏi như vậy rồi, chúng tăng đều đáp rằng Đức Phật vì lòng thương xót có cho phép chứa chữ tám việc như vậy. Người yêu bà tắc ấy nói rằng ở Kỳ Hoàn Tinh Xá có những tỷ kheo nói rằng Phật cho phép chứa chữ vàng bạc, lại có những tỷ kheo khác nói rằng Phật không cho phép chứa chữ. Những tỷ kheo nói rằng cho phép và những tỷ kheo nói rằng không cho phép. Hai nhóm tỷ kheo ấy chẳng ở chung, chẳng thiết giới chung và chẳng tự tứ với nhau, cho đến chẳng uống nước chung một dòng sông, và đồ vật lợi dưỡng họ cũng chẳng hưởng chung. Như vậy vì sao các vị lại nói rằng Phật có cho phép? Đức Phật là bậc cao quý nhất trong tất cả các cõi trời, dẫu có thâu nhận đi nữa thì chúng tăng cũng chẳng nên chứa chữ. Nếu có vị nào thâu nhận tám món bất tịnh thì chớ nên thuyết giới tự tứ yết ma, làm tăng sự cùng với vị ấy. Nếu chung cùng với vị ấy mà thuyết giới tự tứ yết ma làm tăng sự, thì khi thác sẽ đọa nơi địa ngục, cũng như những người kia ăn nhầm trái Kalaka mà chết vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như ở thành thị có người bán thuốc, người ấy có món thuốc rất hay, có vị ngọt lấy ở Tuyết Sơn. Người ấy còn bán nhiều món thuốc tạp nhạp khác, cũng có vị ngọt tương tự. Lúc ấy, có những người muốn mua thuốc nhưng chẳng biết phân biệt. Họ đến chỗ bán thuốc hỏi rằng, ông có món thuốc ở Tuyết Sơn chăng? Người bán thuốc đáp là có. Người này dối trá, lấy những món thuốc tạp nhạp mà nói với người mua rằng, đây là món thuốc rất hay ở Tuyết Sơn, có vị ngọt. Bấy giờ, những người mua thuốc lấy mắt thường mà nhìn nên không thể phân biệt được. Liền mua lấy mang về, lại nghĩ rằng, này ta đã có được món thuốc Tuyết Sơn rất hay và có vị ngọt. Cà diếp, trong số tăng ở hàng Thanh Văn, có kẻ giả danh là tăng, cũng có những vị tăng chân thật, có chư tăng hòa hiệp hoặc trì giới hoặc phá giới. Ở trong chúng đây thì hết thảy đều nên cúng dường cung kính lễ bái. Người yêu bà tắc kia với mắt thường không thể phân biệt, cũng như người mua thuốc chẳng phân biệt được món thuốc ở Tuyết Sơn. Ai là người trì giới, ai là kẻ phá giới, ai là tăng chân chính, ai là tăng giả danh, chỉ người có thiền nhãn mới phân biệt được. Cà diếp, như người yêu bà tắc biết rằng tỳ kheo nào đó là người phá giới thì chẳng nên cung cấp đồ thí, chẳng nên lễ bái cúng dường. Nếu biết rằng người ấy thâu nạp và chứa chữ tám vật phi pháp thì cũng chẳng nên cấp thí những đồ cần dùng, chẳng nên lễ bái cúng dường. Nếu trong chúng tăng có người phá giới, chẳng nên vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái. Bồ Tát Cà diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, lành thay, việc Như Lai nói đó là chân thật, chẳng có giả dối, còn sẽ cúi đầu thọ lãnh, dường như kim cang, vật lạ, chân bảo. Như Phật có dạy, các tỳ kheo nên y theo bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Đó là: một, y theo pháp, chẳng y theo người. Hai, y theo ý nghĩa, chẳng y theo văn tự, lời nói. Ba, y theo trí tuệ, chẳng y theo nhận thức. 4. Y theo kinh thật nghĩa rốt ráo, chẳng y theo kinh quyền thừa, không rốt ráo, chọn nghĩa. Bốn pháp như vậy cần phải rõ biết để nương theo, không nương theo bốn hạng người như Phật đã nói.
Phật dạy thiện nam tử y theo pháp ấy, tức là đại bát niết bàn của Như Lai. Hết thảy pháp Phật đều là tánh pháp, tánh pháp ấy tức là Như Lai, cho nên Như Lai là thường trụ không biến đổi. Như có ai nói rằng Như Lai là vô thường, người ấy không biết không thấy tánh pháp. Nếu người đã không biết không thấy tánh pháp thì chẳng nên nương theo. Như trên ta đã nói về bốn hạng người ra đời để bảo vệ giữ gìn chánh pháp, cần nên rõ biết để nương theo họ. Vì sao vậy? Vì những người ấy hiểu rõ tạng bí mật sâu kín của Như Lai, nên có thể biết Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi. Như nói rằng Như Lai là vô thường biến đổi, thật không có lý như vậy. Bốn hạng người như vậy tức là Như Lai. Vì sao vậy? Vì những người ấy có thể hiểu rõ những mật ngữ của Như Lai và có thể giảng thuyết. Như ai có thể hiểu rõ tạng bí mật sâu thẳm của Như Lai và biết Như Lai là thường trụ không biến đổi. Nếu nói rằng người như thế mà vì lợi dưỡng mới nói rằng Như Lai là vô thường thì thật vô lý. Những người như vậy còn có thể nương theo, huống chi lại chẳng nương theo bốn hạng người mà ta đã nói. Y theo pháp tức là tánh pháp, chẳng y theo người tức là hàng thanh văn. Tánh pháp là Như Lai, hàng thanh văn là hữu vi. Như Lai là thường trụ, hữu vi là vô thường. Thiện nam tử, nếu như người phá giới vì lợi dưỡng mà nói rằng Như Lai vô thường biến đổi thì không nên nương theo người ấy. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa quyết định. Y theo nghĩa, chẳng y theo văn tự lời nói. Nghĩa tức là sáng suốt, hiểu biết trọn vẹn. Hiểu biết trọn vẹn gọi là không thiếu sót yếu kém. Không thiếu sót yếu kém tức là đầy đủ. Nghĩa đầy đủ đó gọi là Như Lai thường trụ không biến đổi. Nghĩa Như Lai thường trụ không biến đổi tức là pháp thường. Nghĩa pháp thường tức là tăng thường. Đó gọi là y theo nghĩa, chẳng y theo lời nói. Những văn tự lời nói như thế nào là không nên nương theo? Đó là những văn tự trau chuốt của các sách luận, cũng nhiều vô số như kinh điển Phật đã thuyết, nhưng toàn nói những việc tham cầu không chán, gian trá, nịnh hót, giả vờ thân cận bỡ đỡ để cầu lợi, thường đến nhà cư sĩ mà làm công việc cho họ, lại còn nói rằng Phật cho phép các tỷ kheo chứa chữ tôi tớ và các vật bất tịnh như vàng bạc, trân bảo, lúa gạo, kho lẫm, bò, dê, voi, ngựa, buôn bán kiếm lời. Rằng vào thời mất mùa đói kém vì thương xót đệ tử nên Phật cho phép tỳ kheo để dành đồ vật, tay làm hàm nhai không thọ nhận mà vẫn có ăn. Những lời như vậy đều chẳng nên nương theo. Y theo trí tuệ chẳng y theo nhận thức, nói trí tuệ tức là Như Lai. Như có những người thanh văn không thể biết rõ công đức của Như Lai, chỗ nhận thức như vậy không nên nương theo. Như người biết rằng Như Lai tức là pháp thân, chỗ trí tuệ chân thật như vậy là nên nương theo. Như có người thấy cái thân phương tiện của Như Lai, bèn nói rằng thân ấy là do các ấm, giới, nhập, khống chế, là do thức ăn mà được nuôi lớn. Chỗ nhận thức như vậy chẳng nên nương theo, do đó mà biết được những chỗ nhận thức chẳng nên nương theo. Như có người nói những lời như trên, cho đến những kinh sách nào nói như vậy đều chẳng nên nương theo. Y theo kinh thật nghĩa rốt ráo, không y theo kinh quyển thừa không rốt ráo chọn nghĩa. Kinh không rốt ráo chọn nghĩa là nói hàng thanh văn, nghe đến tạng bí mật sâu xa của Phật Như Lai, ắt sanh tâm nghi ngờ sợ sệt, không biết rằng tạng ấy từ nơi biển đại trí tuệ mà ra, cũng như trẻ con chưa biết phân biệt, đó gọi là không chọn nghĩa. Kinh thật nghĩa rốt ráo là nói hàng Bồ Tát trí tuệ chân thật, tùy theo đại trí vô ngại nơi tự tâm, cũng như người đã trưởng thành hiểu biết tất cả, đó gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Lại nữa, thanh văn thừa gọi là không rốt ráo chọn nghĩa, đại thừa vô thượng mới gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Như nói rằng Như Lai là vô thường biến đổi, đó gọi là không rốt ráo chọn nghĩa. Như nói rằng Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi, đó gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Chỗ thuyết dạy của hàng thanh văn nên rõ biết, gọi là không rốt ráo chọn nghĩa. Chỗ thuyết dạy của hàng Bồ Tát nên rõ biết, đó là rốt ráo chọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai nhờ ăn uống mà được nuôi lớn, đó là không rốt ráo chọn nghĩa. Nếu nói Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi, đó là rốt ráo chọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai nhập niết bàn như củi hết thì lửa tắt, đó gọi là không rốt ráo chọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai thể nhập pháp tánh, đó gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Không nên nương theo pháp của thanh văn thừa. Vì sao vậy? Như Lai vì muốn hóa độ chúng sanh nên dùng sức phương tiện giảng thuyết thanh văn thừa, cũng như trưởng giả kia dạy con những điều sơ học. Thiện nam tử, thanh văn thừa cũng ví như lúc mới cải ruộng chưa gặt lúa, như vậy gọi là không rốt ráo chọn nghĩa. Vì vậy chẳng nên nương theo thanh văn thừa, nên nương theo pháp đại thừa. Vì sao vậy? Vì Như Lai muốn độ chúng sanh
nên dùng sức phương tiện rằng thuyết đại thừa, vì vậy nên nương theo, như vậy gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Bốn pháp y theo như vậy cần phải rõ biết. Lại nữa, nói y theo nghĩa, nghĩa đó gọi là thật thà thẳng thắn. Thật thà thẳng thắn gọi là sáng tỏ rõ ràng. Sáng tỏ rõ ràng gọi là không thiếu kém. Không thiếu kém gọi là Như Lai. Lại nữa, sáng tỏ rõ ràng gọi là trí tuệ. Thật thà thẳng thắn gọi là thường trụ. Như Lai thường tồn gọi là y theo pháp. Pháp gọi là thường cũng gọi là không bờ bến, không thể nghĩ bàn, không thể cầm nắm, không thể bị trói buộc, nhưng có thể thấy được. Như có người nói rằng không thể thấy được thì chẳng nên nương theo người ấy, vì vậy cho nên y theo pháp chẳng y theo người. Như có người nào dùng lời nói vi diệu mà thuyết lẽ vô thường thì chớ nên nương theo lời ấy, vì vậy cho nên y theo nghĩa chứ chẳng y theo lời nói văn tự. Nói y theo trí đó là chúng tăng là thường vô vi không biến đổi, không chứa chữ tám thứ vật bất tịnh, vậy nên y theo trí tuệ chẳng y theo thức. Như có kẻ nói rằng do thức tạo tác nên thức nhận chịu, không có chúng tăng hòa hiệp. Vì sao vậy? Hòa hiệp đó gọi là không sở hữu gì cả. Không sở hữu gì cả thì sao gọi là thường? Vì thế nên chỗ nhận thức như vậy không thể nương theo. Nói y theo chỗ rốt ráo chọn nghĩa. Rốt ráo chọn nghĩa đó gọi là biết đủ, không bao giờ giả hiện oai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng, lại cũng không chấp trước các pháp mà Như Lai tùy nghi phương tiện thuyết dạy, đó gọi là rốt ráo chọn nghĩa. Như ai có thể trụ ở chỗ như vậy thì nên biết rằng người đó đã trụ ở đệ nhất nghĩa. Vì vậy nên gọi là y theo kinh rốt ráo chọn nghĩa, chẳng y theo kinh không rốt ráo chọn nghĩa. Chỗ không rốt ráo chọn nghĩa đó, như trong kinh nói rằng hết thảy đều cháy thiêu, hết thảy đều vô thường, hết thảy đều là khổ, hết thảy đều là không, hết thảy đều là vô ngã, đó gọi là không rốt ráo chọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì không hiểu chọn những nghĩa như vậy nên chúng sanh đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì sao vậy? Vì chấp trước nên không hiểu được rốt ráo chọn nghĩa, hết thảy đều cháy thiêu. Lại hiểu rằng Như Lai dạy Niết Bàn cũng cháy thiêu, hết thảy đều vô thường. Lại hiểu rằng Như Lai dạy Niết Bàn cũng là vô thường. Đối với những lẽ khổ không vô ngã cũng hiểu sai như vậy, cho nên gọi là hiểu không rốt ráo chọn nghĩa kinh, chẳng nên nương theo. Thiện nam tử, như có người nói rằng Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, khéo biết rõ lúc nào nên làm việc gì. Vì biết được lúc thích hợp nên nói việc khinh là trọng, việc trọng là khinh. Như Lai xét biết có những đệ tử được đàn Việt cung cấp những vật cần dùng không hề thiếu hụt. Đối với những người ấy, Phật không cho phép thâu nạp và chứa chữ tôi tớ, vàng bạc, của cải, vật báu, cùng là buôn bán đổi trác những vật bất tịnh. Nếu những đệ tử không có đàn Việt cung cấp những vật cần dùng, khi gặp mất mùa đói khổ, khó tìm món ăn vật uống, vì muốn kiến lập hộ trì chánh pháp, Phật cho phép những đệ tử ấy thâu nạp và chứa chữ tối tớ, vàng bạc, xe cộ, ruộng vườn, lúa thóc và đổi trác mua bán để chi dùng. Mặc dầu được phép thâu nạp và chứa chữ những vật ấy, nhưng cần phải tịnh thí làm cho đàn Việt thêm lòng tin tưởng. Nói như vậy là hợp với bốn pháp như trên, hãy nương theo đó. Như có kinh luật luận nào chẳng trái với bốn pháp trên thì cũng nên nương theo. Như có người nói rằng dù là lúc thích hợp hay không thích hợp, dù là người có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho phép tất cả tỳ kheo thâu nạp và chứa chữ các vật bất tịnh kia, lời nói như vậy chẳng nên nương theo. Như trong các kinh luật luận nào có chỗ nói như vậy thì cũng chẳng nên nương theo. Tại vì những chúng sinh mắt thịt mà giảng thuyết bốn pháp nương theo này chẳng phải vì người có tuệ nhãn. Vì vậy mà nay ta giảng thuyết bốn chỗ nương theo. Một, pháp tức là tánh pháp. Hai, nghĩa tức là Như Lai thường trụ không biến đổi. Ba, trí tức là biết rõ tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Bốn, hiểu nghĩa rốt ráo trọn vẹn là thông đạt hết thảy kinh điển đại thừa.